kính thưa quý vị những sai lầm nghiêm trọng của thích trúc thái minh và thích trân quang đã khiến dư luận dậy sóng trong thời đại hiện nay khi xã hội không ngừng phát triển vẫn còn những vấn đề phức tạp và gây tranh cãi trong lĩnh vực tôn giáo đặc biệt là trong cộng đồng phật giáo việt nam gần đây một số nhà sư trong giáo hội quốc doanh thì hai nhân vật nổi bật là thích trúc thái minh và thích trân quang đã trở thành tâm điểm chỉ trích từ cả dư luận và giới lãnh đạo tôn giáo. Cả hai không chỉ tạo ra nhiều tranh luận về các hoạt động tâm linh, mà còn vi phạm những nguyên tắc cốt lõi của Phật giáo, gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và uy tín của Đạo Phật trong lòng xã hội. Theo Thích Trúc Thái Minh nói, có khoảng 100 loại bệnh ung thư được cho là có liên quan đến nghiệp báo. Và ông đã khẳng định rằng, xạ trị không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn gây tổn hại cho tế bào khỏe mạnh trong cơ thể điều này dẫn đến việc người bệnh phải chịu đựng thêm nhiều đau đớn ông nhấn mạnh rằng phật giáo cần sử dụng các phương pháp tâm linh để chữa trị bệnh tật cụ thể là thông qua các nghi lễ thỉnh oang gia trái chủ theo niềm tin các nghi lễ này có thể giải quyết nghiệp báo từ kiếp trước giúp các vong linh có cơ hội được mời ra và tham gia vào quá trình sám hối tuy nhiên quan điểm và cách thức thực hiện này đã gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người đã tỏ ra hoài nghi về tính hợp lý của các nghi lễ này, đặc biệt khi chúng liên quan đến việc cúng dường số tiền lớn từ người dân để tiến hành. Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, từ lâu đã trở thành một cái tên quen thuộc trong cộng đồng Phật tử. Không chỉ bởi việc giảng dạy, mà còn qua các hoạt động gây quỹ và xây dựng chùa. Từ năm 2007, ông đã kêu gọi đóng góp để tu sửa chùa Ba Vàng, với tổng số tiền lên tới gần 500 tỷ đồng. Điều này giúp chùa mở rộng quy mô, nhưng cũng dẫn đến việc lấn chiếm đất rừng quốc gia tại Quảng Ninh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương. Thêm vào đó, Thích Trúc Thái Minh đã khẳng định rằng oang gia trái chủ thực sự tồn tại, và việc giải oan là hoàn toàn khả thi thông qua các nghi lễ thỉnh. Những lời này đã khiến nhiều người tin tưởng và sẵn sàng cúng dường hàng trăm triệu đồng để mong giải quyết các khó khăn cá nhân và gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia đã chỉ ra rằng việc cuốn hút người dân vào những quan điểm này có thể gây ra sự lệch lạc trong tư duy, từ đó làm ảnh hưởng đến đạo đức của các Phật tử. Bên cạnh đó, Thích Trân Quang, trụ trì chùa Phật Quang tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng gặp phải nhiều vấn đề tương tự. Ông nổi tiếng với những bài giảng về nhân quả, nhưng lại nhiều lần gây tranh cãi với các phát ngôn không chuẩn mực. Điều này không chỉ làm giảm uy tín của bản thân mà còn làm tổn hại đến hình ảnh của Phật giáo. Sự xuất hiện thường xuyên của cả hai trong các sự kiện lớn, thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội đã khiến không ít Phật tử lo lắng. Họ cho rằng những cá nhân này đang lợi dụng danh tiếng của đạo Phật để mưu cầu lợi ích cá nhân, từ đó làm xói mòn những giá trị chân chính mà Đức Phật đã truyền dạy một trong những sự kiện gây chấn động nhất chính là khi chùa ba vàng tổ chức lễ thỉnh một báu vật được cho là sợi tóc của đức phật mà không có sự xác minh từ giáo hội sự kiện này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính xác thực của báu vật cũng như những chuẩn mực đạo đức liên quan đến việc thờ cúng và tôn trọng các giá trị tâm linh gần đây một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh diễn ra tại khóa tu mùa hè của chùa ba vàng tỉnh quảng ninh với sự xuất hiện của bà Phạm Thị Yến và một em học sinh tên Khánh Linh. Ông Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng cũng có mặt trong video này. Điều đáng chú ý là em Khánh Linh bật khóc nức nở, trong khi bà Yến kể lại một câu chuyện được cho là xảy ra từ 14 kiếp trước của em, trước sự chứng kiến của hàng nghìn trẻ em tham gia khóa tù. Theo lời kể của bà Yến, trong 14 kiếp trước, Khánh Linh là một người sống cạnh chùa và từng có ý định lấn chiếm phần đất của ngôi chùa đó oang gia trái chủ của khánh linh chính là một vong linh một cô gái rất xinh đẹp trong làng trong kiếp trước khánh linh đã rủ vong linh trang điểm và hát hò trước cổng chùa vào buổi tối khiến ba vị sư trẻ trong chùa bị động lòng khi các sư đã bị động tâm họ lấy tiền của chùa để đưa cho vong linh tiêu xài chính vì vậy vong linh sau đó đã phải trải qua nhiều kiếp làm gái lầu xanh trong khi đó, Khánh Linh chỉ có ý định chiếm đất chùa, nhưng đã sớm biết hối lỗi, không tiêu tiền của chùa, nên vẫn được làm người. Bà Yến giải thích rằng, do kiếp trước Khánh Linh rủ vong linh làm điều xấu, nên kiếp này vong linh trở thành oan gia trái chủ của cô. Từ trường hợp của Khánh Linh, bà Yến khuyên các học sinh đang tham gia khóa tu rằng, nếu ai rủ người khác làm điều ác, người đó sẽ gánh tội rất nặng người thực hiện điều ác cũng chịu quả báo không kém phần nặng nề đặc biệt bà yến nhấn mạnh rằng do khánh linh đã biết hối cải ở kiếp trước nên kiếp này cô được sinh ra trong một gia đình tốt có cơ hội đến chùa tu tập theo bà nếu khánh linh tuân thủ các quy định của khóa tu cô sẽ tiêu trừ được nhiều nghiệp bao gồm cả những khó khăn trong đường tình duyên và gia đình nếu không khánh linh có thể sẽ gặp phải những tai họa như bị lừa gạt hoặc phải lấy nhiều chồng mà đều là những người phụ bạc. Bà Yến cũng nói rằng do Khánh Linh không tuân thủ các quy định của khóa học, cụ thể là trang điểm khi đến chùa, nên oan gia trái chủ mới đến báo oán. Tuy nhiên, bà cho rằng đây là một sự báo oán hạnh phúc vì Vong Linh đến báo oán ngay tại chùa và mong muốn được ông thích chúc thai minh quý y. Bà Yến nhấn mạnh rằng cả tín chủ lẫn Vong Linh đều phải sám hối trước đại chúng thì nghiệp mới được tiêu trừ. Sau đó, Khánh Linh phải làm công quả tại chùa trong 7 ngày. Và cô đã trở thành tình nguyện viên nhắc nhở các em nhỏ không được trang điểm để tích công đức hồi hướng. Ngoài ra, bà Yến giải thích rằng nếu các học sinh tuân thủ quy định trong suốt một tuần, nghiệp của họ sẽ tiêu đi một phần. Càng tham gia tu học nhiều, các em càng tiêu trừ được nhiều phần ác duyên, ác nghiệp. Trong một video, Thích Trúc Thái Minh yêu cầu Khánh Linh phải sám hối trước đại chúng và bà Yến đã hướng dẫn Khánh Linh thực hiện nghi lễ này cùng với sự tham gia của các em nhỏ khác. Tiếp theo, trong một video khác, chủ trì Chùa Ba Vàng, Thích Trúc Thai Minh đã nói với Khánh Linh rằng trong 14 kiếp trước, cô và Vong Linh đã khởi lên những ý định bất thiện với Phật Pháp và Tăng Đoàn, muốn chiếm đất chùa và làm lung lay tâm trí các vị sư trẻ, khiến họ phải hoàn tục. Do vậy, Vong Linh phải chịu quả báo nhiều kiếp đau khổ còn Khánh Linh nếu không sám hối và tu tập thì sẽ gặp quả báo trong đường tình duyên, phải lấy nhiều chồng và gặp phải những người chồng bạo lực. Câu chuyện này có vẻ như vô căn cứ và hoang đường, nhưng việc thích Trúc Thái Minh, một tu sĩ thường giảng dạy Phật Pháp cho hàng nghìn Phật tử, cùng với sự đồng tình của bà Yến, đã khiến nhiều em nhỏ vỗ tay tán thưởng và tin tưởng vào câu chuyện. Mặc dù thời gian và nguồn gốc của các video này chưa được xác định rõ, nhưng nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ vì việc thuyết giảng những câu chuyện mê tín dị đoan như vậy cho các em nhỏ. Một tài khoản mạng xã hội bức xúc viết: "Thật là một lũ khốn nạn, tiêm nhiễm mê tín dị đoan vào đầu óc trẻ em để trục lợi từ phụ huynh." Tương tự như việc tài khoản Tenen cho rằng cha mẹ đã thiếu tỉnh táo khi gửi con mình tham gia các hoạt động, dẫn đến việc bị nhồi nhét những quan điểm sai lệch. Tài khoản VN lại đưa ra quan điểm rằng Việc cho con cái vào môi trường này để học các thủ đoạn gian lận chỉ làm gia tăng sự lừa dối trong xã hội sau này. Trong khi đó, tài khoản TNC thì đề cập rằng việc có hay không việc vong nhập thì chưa rõ. Nhưng rõ ràng là cần phân biệt giữa chùa Phật và việc cúng vong, bởi Phật giáo không hề liên quan đến chuyện nhập vong quỷ thần. Trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Quyết, tổng thư ký tòa soạn tạp chí điện tử Gia đình mới đã nêu lên quan điểm về các khóa tu mùa hè đang phát triển mạnh mẽ gần đây. Ông nhận xét rằng, nhiều phụ huynh gửi con đến chùa với niềm tin rằng đây là một môi trường yên bình và thanh tịnh. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng chùa vốn được thiết kế dành cho các nhà sư, những người chỉ có nhu cầu tối thiểu trong sinh hoạt, trong khi việc tổ chức cho hàng ngàn trẻ em sinh sống và học tập tại đây đòi hỏi một bộ máy tổ chức chuyên nghiệp và bài bản điều này khiến chùa dường như không còn là ngôi chùa đúng nghĩa nữa nhà báo nguyễn quyết cũng nêu ra rằng có thể nhiều phụ huynh đã nghe các bài giảng của ông thích nhất hạnh cảm ông đầy ý nghĩa và nghĩ rằng việc gửi con đi chùa sẽ giúp gieo mầm thiện tuy nhiên không phải chùa nào cũng thấu hiểu và truyền đạt đúng các giá trị phật giáo nếu không khéo léo việc này có thể dẫn trẻ vào con đường mê tín lạc hậu ông còn kể rằng bản thân từng rất sốc khi đọc cuốn sách về luật nhân quả mà con trai mang về sau chuyến tham quan chùa do nhà trường tổ chức. Nội dung trong cuốn sách thiếu hiểu biết và hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần Phật giáo, vậy mà nhiều người lại mang về đọc cho con cháu mình như một công cụ giáo dục. Theo ông, chùa không giống như hình ảnh lãng mạn mà nhiều người thường chia sẻ trên mạng xã hội. Chùa có những sứ mệnh riêng và không hẳn phù hợp để trở thành nơi tổ chức các khóa tu mùa hè. Ông phân tích rằng, tu nghĩa là sửa đổi bản thân và nếu muốn con trẻ có một nơi vui chơi, học hỏi những kỹ năng hữu ích, còn rất nhiều lựa chọn khác phù hợp hơn. Việc ép con tham gia khóa tu chỉ vì bố mẹ nghĩ rằng nó sẽ giúp con sửa mình, thực chất có thể mang lại hiệu quả ngược. Nhà báo Nguyễn Quyết cũng nhấn mạnh rằng, đôi khi điều cần sửa đổi lại chính là từ phía cha mẹ. Về phần Giáo hội Phật giáo Việt Nam, họ đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra những hoạt động của Thích Trúc Thái Minh và đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc. Tuy nhiên, những hành vi này không chỉ đơn thuần là sai lầm cá nhân, mà còn phản ánh một vấn đề lớn hơn trong cộng đồng Phật giáo. Đó là sự sao lãng và mờ nhạt của các giá trị cốt lõi. Cộng đồng Phật tử chân chính không thể im lặng trước những hành động gây tranh cãi này. Và nhiều người đã kêu gọi giáo hội có những biện pháp xử lý nghiêm khắc để bảo vệ uy tín của Đạo Phật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định sẽ không bao che cho bất kỳ ai vi phạm giới luật, dù họ có là chức sắc cao cấp đi chăng nữa. Điều này cho ông sự quyết tâm của giáo hội trong việc giữ gìn các giá trị tâm linh và chuẩn mực đạo đức, nhưng cũng hãy chờ xem giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ giải quyết các sự việc này ra sao. Trong khi những tranh cãi về Thích Trúc Thái Minh và Thích Trân Quang vẫn đang tiếp diễn, điều quan trọng là chúng ta cần hiểu rõ giá trị của Phật giáo đức phật từng dạy rằng con đường giải thoát không nằm ở các nghi lễ bên ngoài mà là sự ông đổi từ bên trong và hành động đúng đắn chỉ khi mọi người thực sự hiểu và sống theo chánh pháp biết chọn lọc những người hướng dẫn tâm linh chân chính chúng ta mới có thể xây dựng một cộng đồng phật giáo vững mạnh và uy tín trong bối cảnh hiện nay việc bảo vệ hình ảnh của đạo phật không phải là điều dễ dàng nhưng nó càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết chúng ta cần cùng nhau lên tiếng, hành động và xây dựng một cộng đồng Phật giáo trong sáng với các giá trị cốt lõi được bảo tồn và phát triển qua dòng chảy của thời gian. Kính thưa quý vị, câu chuyện dài về Akma thích trúc Thái Minh là một ví dụ điển hình về sự phô diễn giả tạo. Thích trúc Thái Minh là một kẻ có nghề trong việc diễn kịch. Hãy nhìn vào bộ cà sa y quấn trên người hắn, vai bên trái luôn có một sấp vải được gấp vuông vắn cài duy băng và vắt chéo trước ngực từ trái sang phải. Đó là cái gì vậy? Đó là cách y giả dối, bắt trước những người tu hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là những người không có chùa, không có nhà cửa. Ngày qua ngày, họ thực hành các bộ hạnh, không cố định ở bất kỳ nơi nào. Nền vai trái của họ chính là chỗ để hong phơi hoặc vắt mấy bộ y dự trữ thay cho cái giá phơi như một chiếc tủ đựng quần áo di động. Nếu nhìn sư minh tuệ lúc đang bộ hành, ta sẽ thấy sư cuốn gọn mấy bộ y còn lại và vắt chéo qua người một cách thanh tao. Nhưng đó là những bộ y phấn tạo, tức là áo quét phân chứ không phải lụa là gấm vóc như cái thứ mà Thích Trúc Thái Minh đang vắt trên vai. Dù y phấn tạo có đơn sơ, khi cuốn trên người sư minh tuệ vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thoát, khiến nhiều người kính trọng. Ngược lại, lụa là gấm vóc cuốn trên người Thích Trúc Thái Minh chỉ làm tăng thêm vẻ diễu cợt và lố bịch, khiến lòng người khinh bỉ hắn sống trong chùa to như cung điện đệ tử hầu hạ đông như quân nguyên tiện nghi đầy đủ thì cần gì phải mang theo cả y dự trữ rõ ràng đây chỉ là màn phô diễn đóng kịch bằng cách bắt trước thô thiển nhằm lừa gạt mọi người mà thôi ở đâu thích trúc thái minh có mặt thì ở đó hiện lên ma cảnh người có tâm phật thì sẽ nhận ra ngay còn người tâm mê thì rất dễ bị cuốn vào lưới ma vì những kẻ như minh trúc yến vòng chuyên răng lưới mê hoặc để hại người Chùa chúng tu là ma cung, tòa chúng ngồi là ma đàn, việc chúng làm là ma sự, lời chúng nói là ma thuyết, đến cả vẻ mặt cũng là ma diện, riêng nụ cười thì được gọi là ma tiếu. Ma tiếu là nụ cười mang hình dáng của con đĩa. Đĩa hút máu trâu, khi no thì võng xuống, khi đói thì cất lên, cười mà không thành tiếng, thì như hang hốc trống rỗng, phát ra tiếng thì mang mùi cúng dường Người xưa dùng chữ ma tiếu để định nghĩa cái miệng biến hóa của ma quỷ. Ngày trước, cụ cao bá quát đã viết một câu lục bát bằng chữ hán để miêu tả cái miệng của đặng trần thường cũng vi y hệt như vậy vô ngôn hoặc nhất hoặc điện thiếu ngôn độc mã kim tiền mật hương không nói thì miệng hoặc như chữ nhất hoặc như chữ điện nhưng khi nói thì như con đỉa nôn ra đầy mùi kim tiền là đại ma đầu bọn này chuyên lợi dụng nhân quả để hù dọa cốt moi tiền và cướp của chúng sinh một cách trắng trợn không thể tưởng tượng nổi Clip ghi lại hình ảnh Ma Vương Thích Trúc Thái Minh ngồi trên ngai rồng. Bên dưới là ma nữ Phạm Thị Yến đang chân áp cháu Khánh Linh và kể tội về 14 kiếp trước. Đây là một sự mọi dợ, tội ác, ghê gớm chỉ có ở cung ma. Đến đoạn clip kể tội một phụ nữ kiếp trước đã tụt quần bạn trước mặt quan. Kiếp này phải cúng trả nợ 9 triệu 600 ngàn đồng thì quả là không thể tưởng tượng nổi. Trấn lột công khai như vậy, bằng những lời mê tín vô căn cứ mà không bị xem là phạm tội hình sự. Chẳng phải chúng ta đang sống trong cõi ma hay sao? Những hành vi trấn lột này, dù có vẻ nhỏ nhặt, nhưng việc lừa đảo đến mức bày ra trò tình linh thức ra khỏi bào thai là sự nhảm nhí bẩn thỉu, thách thức lương tâm và trí tuệ của toàn xã hội. Tội ác của đại ma đầu thích Trúc Thái Minh đã lên đến đỉnh điểm, khiến quỷ thần dùng mình và Nhật Nguyệt cũng phải che khuất. Đây là một tội ác bị ổi và ghê tởm đến nỗi cả tam giới cũng phải chấn động. Vậy mà chúng vẫn bình an vô sự. Đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chuyện thỉnh vong, áp vong đã tồn tại hàng ngàn năm và không có gì là quá kinh dị. Thế giới tâm linh lúc nào cũng hiện diện, thăng trầm y như cõi người ta. Cách đây chưa lâu, các trung tâm áp vong mọc lên như nấm sau mưa, những chiếc xe treo băng rôn tìm hải cốt liệt sĩ chạy khắp nơi. Thật giả lẫn lộn, nhưng đa phần họ không dám làm tiền một cách trắng trợn. Tuy nhiên, đến cặp ma đầu Minh Yến ở Ba Vàng thì chuyện vong linh được khai thác rầm rộ, mở rộng đến mức nhảm nhí hết cỡ, từ vong một vài đời cho đến hàng trăm đời kể từ thuở lập quốc. Nhà nước đã lập ra một viện nghiên cứu tiềm năng con người, tập trung các nhà ngoại cảm có năng lực và thành tựu thực tế, nhưng so với cặp đại ma đầu này, họ chỉ như những con muỗi. Cặp này ngang nhiên trắng trợn sử dụng thủ thuật giả vong để khủng bố tâm lý, bịa ra quá khứ để trục lợi suốt nhiều năm. trong khi các nhà ngoại cảm có tên tuổi thì lại im lặng. họ hiểu rõ thế giới vong và biết rằng vong không thể hại người tử tế. điều mà họ sợ không phải là thế giới vong của người chết mà là thế giới vong của người sống. những người thân cận quyền lực đang chống lưng cho ác ma thích trúc thái minh để xóa đi sự nghi ngờ các thân cận quyền lực đó, những bậc trưởng giả những thế chủ từng chụp ảnh chung với hắn cần phải tỉnh ngộ với phước báo to lớn ma quỷ không thể xâm phạm các vị vì vậy hãy hành động để xóa bỏ sự mê lầm ôn nhục và giải nghiệp cho muôn kiếp về sau cộng đồng xuất gia không phải là vùng cấm kể cả đối với quy tắc xã hội lẫn pháp luật lợi dụng và xuyên tạc nhân quả tuy nhiên cặp ma đầu này lại không tin vào nhân quả hoặc dẫu có tin thì chúng cũng không coi trọng nếu theo đại trí độ luận nói rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, thì cặp ma quỷ này chẳng sợ cả nhân lẫn quả. Đây là kết quả của sự dung túng từ giáo hội và chính quyền để mặc chúng ngang nhiên hoạt động lừa đảo, bịt bợm như trốn không người suốt bao nhiêu năm. Chính điều này khiến chúng càng ngày càng càn rỡ, không chỉ lợi dụng và xuyên tạc nhân quả, mà còn can thiệp, thao túng nhân quả, theo ý mình. Chắc chắn, nếu không ngăn chặn kịp thời, cặp ác ma này sẽ còn tiếp tục gây hại. Ở phía Nam, tên Trọc Thích Trân Quang cũng đang âm mưu xây dựng giáo lý Phật Quang để lập nên một tà đạo mới. Không thể xem thường tên lưu manh này. Mấy hôm nay, mạng xã hội tràn ngập thông tin về văn bằng giả mạo của Vương Tấn Việt, kẻ lột xác thành tên Trọc Tiếm danh Thích Trân Quang. Gã này đã đánh mất mọi lớp mặt nạ, hiện rõ nguyên hình là một tên lưu manh trợ búa, ít học. Thực chất, chỉ là một ma đầu hạng thấp kém, thô thiện. Trong một xã hội văn minh, Thích chân quang chỉ đáng làm trò cười, cùng lắm chỉ gây hại trong phạm vi một vùng nhỏ. Những người bị gã mê hoặc, kể cả các thầy cô ở Đài Hát, phải quỳ gối trước mặt gã, chẳng qua vì nghiệp quá nặng, phước quá cạn, danh phận quá thấp kém mà thôi. Tuy nhiên, không thể lãng quên đại ma đầu Vũ Minh Hiếu, tức tên chọc thích trúc thái minh, kẻ cầm đầu cung ma ba vàng. Đây là hang ổ của một băng nhóm lưu manh tâm linh, tổ chức theo kiểu hội tam hoàng tên này nguy hiểm không chỉ đối với đạo pháp mà còn đối với cả tín ngưỡng từ tư tưởng tiến hóa văn hóa đến chính trị từ nghiệp thức đến lương tri đại ác ma này gây hại không chỉ trong phạm vi cả nước mà còn ảnh hưởng đến nhiều đời nhiều kiếp sau có những thế lực rất bẩn thỉu đang cố gắng làm dư luận lãng quên tên này do đó chúng hướng dư luận tập trung vào việc của vương tấn việt không phải tình cờ mà những thông tin về gian lận học đường của tên lưu manh vương này liên tục được tung ra một cách có hệ thống, bài bản và đàng hoàng. Tất cả đều có bàn tay đạo diễn đứng sau. Trước đây, tôi chưa từng tin rằng Ba Vàng là một cỗ máy kiếm tiền khổng lồ cho những thế lực thân cận hoặc phục vụ cho các tội lỗi của Thích Trúc Thái Minh. Nhưng nay, tôi đã bắt đầu tin những ai còn đôi chút phân vân trước quy thức xã hội đối với những kẻ đầu trọc mặc cà sa cần phải hiểu rằng Sở dĩ có quy thức xã hội mà Ngài Huyền Trang từng nói với vua đường là bởi thời đó chưa có ma tăng, ác tăng. Cần phải hiểu rõ định nghĩa thế nào là người xuất gia chân chính. Điều đã được ấn chứng từ thời Đức Phật còn tại thế. Người xuất gia ít nhất phải biết tri túc và thiểu dục. Tri túc là biết thế nào là đủ. Thiểu dục là biết hạn chế dục vọng ở mức tối thiểu. Hai kẻ này, lòng tham thì vô độ, dục vọng vô bờ bến, họ tìm mọi cách để vơ vét tiền của bá tánh càng nhiều càng tốt. Thực chất, họ không phải là người xuất gia chân chính, vì thế không còn lý do gì để phân vân nữa. Chúng ta không cần phải tôn trọng họ, dù họ có khoác cà sa và hoàng bào, ngồi trên ghế rồng và ngai vàng, hay nhân danh đại đức và tam bảo. Sự nguy hiểm của thích Trúc Thái Minh còn gấp trăm lần gã thích chân quang. Nếu thích chân quang cần phải được loại bỏ như cách dọn sạch ngôi nhà để giữ vệ sinh, thì thích trúc thái minh lại là những ổ mối mọt phải tiêu diệt kẻo chúng sẽ phá sập cả tòa nhà vụ giải vong kéo dài suốt nhiều năm qua là một vụ lừa đảo kinh tởm mang lại hàng trăm tỷ đồng cho ba vàng đồng thời đẩy hàng ngàn người vào vòng khốn khổ cần phải viết riêng một cuốn sách để ghi lại tội ác này của hắn và mụ yến hồ tiêu vụ xá lợi tóc phật cũng là một vụ bịp bợm trắng trợn vô tiền khoáng hậu nếu sợi tóc mà hắn mang ra cho mọi người cầm sờ mó, vuốt ve thực sự là xá lợi thật, thì đó là một sự xúc phạm ghê gớm. Tôi biết có di vật của Đức Phật mà người xem còn phải nhìn qua ba lớp kính, và đó đã là phước lớn lắm rồi. Cảnh sát quốc gia mang súng đầy mình còn ngăn không cho chụp ảnh, không cho vượt qua lan can. Đến khi bị lật tẩy, hắn còn cố bào chữa rằng xá lợi cũng có xá lợi thật và xá lợi biểu tượng. Dù chỉ là biểu tượng, hắn vẫn yêu cầu người ta cung kính sau vụ giải vong và xá lợi thích trúc thái minh và thị yến không hề sám hối thay vào đó họ tiếp tục nghĩ ra những mưu mẹo bẩn thỉu và vô đạo lý khác để moi tiền thiên hạ đánh vào tâm lý người phụ nữ từng nạo phá thai nạo phá thai là một việc làm thất đức thích trúc thái minh đã khai thác nỗi sợ này và bày ra trò thành linh thức ra khỏi thai nhi một trò lừa đảo trắng trợn và bẩn thỉu trà đạp cả đạo lý và lương tri con người hắn đã thách thức pháp luật thách thức cả nền văn minh. Nhưng điều đáng buồn là không thấy cơ quan có trách nhiệm nào can thiệp. Phải chăng hắn đang mang lại những dòng tiền tội lỗi khổng lồ cho ai đó? Kính thưa quý vị, câu chuyện về ngụy quân tử núp bóng danh nghĩa tôn giáo, điển hình là thích chân quang, không chỉ dừng lại ở việc xuyên tạc lịch sử mà còn liên quan đến những hành vi sai trái về đạo đức trong các bài giảng ông từng tuyên truyền rằng việt nam là em của trung quốc và việc anh hùng lý thường kiệt đánh bại quân xâm lược trung quốc là một hành động hỗn khi bị cộng đồng mạng chỉ trích thích trân quang không đối mặt thẳng thắn mà lại đóng vai nạn nhân viện cớ rằng mình bị cắt kép sai nội dung ngay sau đó xuất hiện nhiều bài viết yêu cầu mọi người xem hết video trước khi đánh giá tuy nhiên dù xem toàn bộ hay không những phát ngôn sai lệch về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và sự chỉ trích anh hùng dân tộc không phải là sản phẩm của ai khác mà là từ chính miệng ông Quang. Nếu thực sự đúng, tại sao ông không dám khẳng định lại những lời mình đã nói mà lại đổ thừa việc người khác chưa xem hết video? Bài giảng của Thích Trân Quang chứa đựng nhiều phần đúng đắn về Đạo Phật nhưng lại bị pha tạp bởi những tà kiến. Người nghe nếu không cảnh giác sẽ dễ bị lừa dối bởi những phần sai lệch mà ông cố tình cài cắm vào việc ông thường xuyên nhắc đến chuyện nghe hết video chưa thực chất chỉ là cách biện minh để che đậy nội dung bị bóp méo thay vì minh bạch ông lại cố tình đóng vai người quân tử bị oang trong khi âm thầm ra lệnh cho đệ tử lan truyền các bài viết ủng hộ ngoài ra ông còn bị tố cáo vì những hành vi lạm dụng tình dục các nico việc này không phải là lời vu cáo vô căn cứ mà chính đệ tử của ông đã đưa ra bằng chứng để che giấu tội lỗi Ông đã tìm cách phân chia tài sản cho đệ tử, sau đó lại tố ngược họ nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, một đoạn ghi âm được công bố đã khiến ông phải thừa nhận sự việc, nhưng vẫn biện minh rằng đó là do nghiệp kiếp trước mà ông phải thử nghiệm lên thân thể các Nico. Sau sự kiện này, ông bắt đầu tạo ra khái niệm bị rắc ngoại đạo hãm hại để che chắn cho mình, đồng thời tạo dựng hình ảnh một nạn nhân trong mắt các Phật tử và đệ tử trẻ tuổi. Thậm chí trong những sự việc như mua xe và bỏ cọc, ông cũng không dám đối diện trực tiếp mà luôn đổ lỗi cho những thế lực bên ngoài, nhằm duy trì lòng trung thành từ người theo ông. Ông còn đưa Angela Phương Trinh ra làm bia đỡ đạn khi liên hệ cô với vụ mua xe nhằm chuyển hướng dư luận khỏi sai lầm của mình. Thích Trân Quang tự xưng là người bảo vệ đạo Phật, nhưng ông đã sửa đổi hai giới luật quan trọng của Đức Phật làm sai lệch giáo lý. Trong khi đó, Ông còn ngang nhiên chiếm dụng 19 hecta đất rừng phòng hộ để xây dựng công trình trái phép. Những hành động của ông không chỉ gây tổn hại đến đạo Pháp mà còn làm mất uy tín trong lòng cộng đồng. Chúng tôi thách thức những đệ tử trung thành của ông hãy dũng cảm hỏi rằng liệu những hành động của ông có đúng không? Hay ông sẽ tiếp tục lẩn tránh, núp bóng danh nghĩa tôn giáo và tiếp tục lừa dối người khác? Ông ta tiếp tục che giấu sự thật, khẳng định rằng tất cả đất đai, 35 công trình thuộc về giáo hội Phật giáo chứ không phải của cá nhân mình. Và do đó, ông không hề chiếm đoạt gì. Tuy nhiên, tôi xin giải thích rõ ràng, vì sao ông không xây dựng chùa lớn mà chỉ dựng lều tạm. Đó là do ông chưa nhận được giấy phép mục đích là để chiếm đoạt rừng phòng hộ dần dần. Ông ta không thể xây dựng các công trình bê tông ngay lập tức vì nếu bị phát giác, giáo hội Phật giáo có thể sẽ thu hồi lại tài sản. Vì vậy, ông âm thầm tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 19 hecta rừng, trong khi cùng lúc đó, ông lấy hai bằng tiến sĩ về luật học và tôn giáo học để có đủ điều kiện thành lập một giáo phái riêng mà ông sẽ là giáo chủ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông mới chính thức triển khai xây dựng lớn. Về bằng cấp, chuyện này quá dễ hiểu tôi thách các bạn trẻ hỏi lại thầy mình xem bằng cấp gốc của ông có thật không. Nếu còn giữ bằng cấp 3, hãy công khai cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xác minh. Nếu học thật, hãy nói rõ thời gian và địa điểm để Bộ có thể kiểm tra trong 20 phút. Tuy nhiên, ông vẫn núp bóng, đóng vai người bị hại, cố gắng biện minh rằng nhiều anh hùng dân tộc thiên tài không qua nhiều trường lớp vẫn đóng góp lớn lao. Tôi cũng đành chịu thua trước những trò lấp liếm của ông. Ông Quang đã lợi dụng rất nhiều chiêu trò, từ việc giết hàng triệu con trùn đất đến việc lôi kéo các bạn trẻ quảng bá cho Điện Long. Người nổi tiếng như Angela Phương Trinh cũng trở thành công cụ của ông. Đằng sau tất cả những bài đăng, người đứng sau không ai khác ngoài ông ta. Hãy thử nghĩ lại xem có bài nào mà không qua tay kiểm soát của ông chưa. Kết quả là để Angela Phương Trinh phải chịu trách nhiệm một mình. Trong thời gian đại dịch, Ông còn lợi dụng cơ hội bán điện long, lừa đảo gia đình cô bé Vi và anh Phùng Vạn An với giá 5 triệu đồng một ký. Khi bị tố giác, ông tiếp tục che giấu, đóng vai nạn nhân, đổ lỗi rằng cô bé Vi đã bị thế lực thù địch mua chuộc. Còn đối với chồng cô bé Vi, ông ta cho các bạn trẻ đăng bài tố cáo anh ngoại tình. Nếu có bằng chứng thực sự, sao ông không đưa ra kiện tụng mà lại vu khống người khác, giống như cách ông đã từng bôi nhỏ các đệ tử cũ của mình tôi khẳng định rằng đây chính là âm mưu thâm độc của chân quang. Thưa quý vị, gần đây một bản tường trình về sư thích chân quang lan truyền nhanh chóng trên các hội nhóm tiết lộ sự thật về ông ta. Theo bản tường trình này, ông đã thành lập cơ sở vào năm 1994 tại núi Dinh, Chu Hải, Tân Hải, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ những ngày đầu, ông đã hướng dẫn đại chúng tu tập trong tinh thần đoàn kết và yêu thương. Chúng tôi từng kính trọng ông như một bậc trí giả, một vị thánh cao siêu. Những lời giảng đạo lý của ông đã giúp ông trở thành một giảng sư nổi tiếng khắp cả nước. Thực tế hiện nay, nhiều người đệ tử Phật xem ông như một vị Phật sống, như sự đại diện tiêu biểu của Phật Pháp, của đạo lý. Lòng tin kính của tất cả mọi người chính là nguyên nhân gây ra sự chay lấp một sự thật vô cùng bẩn thỉu và cay đắng về con người ông. Gần đây, khi trong chùa xảy ra một số sự việc dẫn đến mâu thuẫn giữa ông trân quang và các đệ tử của mình khiến cho hầu hết đệ tử mất lòng tin vào ông những nạn nhân mới bắt đầu nói ra sự thật về việc ông trân quang đã từng lạm dụng tình dục của rất nhiều nữ đệ tử cũng như cư sĩ nữ tuy nhiên do không có đủ bằng chứng và nhân chứng hoặc một số trường hợp chỉ dám nói ra nhưng không dám làm nhân chứng nên chúng tôi không thể đưa vào đây Chúng tôi xin tường trình các trường hợp lạm dụng tình dục của ông Trần Quang theo mức độ lạm dụng qua các trường hợp như sau. Một, trường hợp của sư cô thích nữ tường khiêm. Một lần, ông Trần Quang hỏi thăm cô, sinh lý của con, rồi sờ vào ngực con dạo này lớn như vậy, sau đó đưa tay vuốt má cô, rồi tường khiêm sợ hãi và quay đi. Hai, sư cô thích nữ tường nhân, tức Trần Thị Thu Thảo, sinh năm 1981. Lần đầu tiên khi gặp cô tường nhân ở cầu, ông Trần Quang hỏi, còn có bệnh gì không? Ông sao dạo này ngực con lớn vậy? Sau đó ba lần vào buổi sáng sớm, ông lên thăm mộ và ông bắt cô Tường Nhân hôn ông vào má. Sự lạm dụng tăng dần. Ông gọi cô Tường Nhân lên cốc, ôm cô nhưng cô bỏ ra ngoài. Lần sau ôm và sờ soạng vào ngực cô đẩy tay ông ra, ông lại đưa tay xuống sờ mông cô. Cô Tường Nhân phản ứng rồi đi xuống. Lần sau nữa ông tiếp tục làm vậy, sau đó hỏi, còn có dám cho ông tất cả không? Cô tường nhân nghiêm mặt và trả lời không. Ông nói, ông chỉ thử con thôi. Có lần cạo gió cho ông, ông cầm tay cô tưởng nhân và đặt lên bộ phận sinh dục của ông. 3. Sư cô thích nữ viên trung, thế danh Nguyễn Thị Sơn, sinh năm 1962. Khoảng năm 2003, năm một đêm, ông bảo, ông bảo nghiêm, thị giả của ông Trân Quang gọi cô lên cốc ông trần quang nói bảo nghiêm đi ra ngoài sau đó cởi hết quần áo đồng thời kêu cô viên trung cởi quần áo ra và nằm xuống cạnh ông cô rất lo sợ nhưng vì quá kính trọng và vấn lời ông nên phải làm theo nằm trên giường nhưng chân phải phía bên ông thì có gối lên lúc đó chỉ có biết niệm phật cầu giao hộ cho cô giữ được sự trong sạch ông gắt chân lên người cô nhưng vướng do chân cô đang có gối lên ông bảo cô hạ chân xuống cô cường quyết cử tuyệt và bỏ ra ngoài một lần khác ông tỏ vẻ rất buồn nói cô hôn ông một cái vì sợ và kính ông cô phải hôn đại một cái rồi đi xuống lần sau nữa có cả cô liễu dung có nhìn ông vì ngồi gần ông ở trên cốc ông kéo tay cô viên trung vào đỉnh ôm một lần cô viên như cùng cô liễu dung lên cốc cạo gió cho ông ông ôm cô viên như cô sợ quá kêu cứu cô liễu dung ông nói đừng có chống đối vì ông đang mệt lắm rất nhiều lần khi gọi cô lên cạo gió ông đưa tay cô lên bộ phận sinh dục của mình ngoài ra cô Viên Như chứng kiến nhiều lần ông có những hành vi xâm phạm người khác. Lần đầu tiên trong chuyến đi Hà Nội năm 2003, đoàn ở tại khách sạn, ông gọi cô Tâm Như và cô Liễu Pháp vào cạo gió cho ông. Cô Tâm Như ông, ông đưa tay, sờ soạn cô Liễu Pháp. Ngày hôm sau, ông gọi cô lên, lúc đó có cả ông Bảo Nghiêm. Ông ra bộ kéo, ông Bảo Nghiêm ra ngoài lấy đồ cho ông, rồi ông đóng cửa lại, ôm và sờ soạn cô Tâm Như. Rồi sư phụ cởi quần để cô Tâm Như xuống giường kéo tụt quần cô ra. Cô Tâm Như hỏi, ông làm gì vậy? Ông nói, còn có sẵn lòng cho ông tất cả không? May lúc đó, ông bảo nghiêm quay về gõ cửa nên sư phụ không thực hiện được hành vi. Sau đó, những lần sau ở cốc, ông chỉ ôm sờ soạn vào ngực. Khi cô Tâm Như phản ứng thì bị hỏi, con không thương ông sao? Năm 2006, không nhớ rõ ngày tháng, một đêm ông gọi cô Liên Hiền cùng cô Phương Thảo lên cốc ông để xoa bóp lưng cho ông khoảng 15 phút. Sau đó, ông nói hai người nằm xuống, rồi ông quay qua ôm cô Liên Hiền một lúc, rồi quay qua cô Phương Thảo. Ông kêu cô Liên Hiền tắt đèn đi, cô Liên Hiền tắt đèn ra ngoài. Ông cởi hết đồ rồi đè lên người cô Phương Thảo và xâm hại. Sau khi mọi chuyện xảy ra, ông năn nỉ cô vì Phật pháp, vì uy tín của ông nên đừng nói ra. Sau đó, Cô Phương Thảo có thai báo với ông. Ông hỏi sao không nói sớm, con đi giải quyết một mình được không? Ông đưa cho cô khoảng 10 triệu đồng, rồi nói cô Phương Thảo lên bến xe miền đông gặp cô vô viên ngộ, đưa cô đến bệnh viện từ dũ. Ông tiếp tục năn nỉ cô Phương Thảo, hãy vì uy tín của ông, vì Phật Pháp mà phải hy sinh. Sau khi phá thai, cô nằm lại khách sạn một tháng với cô viên ngộ, rồi cô viên ngộ đưa cô về. Lý giải, về sự tồn tại của những hành vi dâm dục của thích trân quang trong thời gian dài mà không bị phát giác ông trân quang có tài thuyết giảng và thuyết phục quần chúng những lời giảng dạy của ông thích trân quang có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều người giúp họ có cái nhìn đúng đắn hơn về cuộc sống nhờ vậy nhiều người đã xem ông như một vị thánh tuy nhiên ông cũng yêu cầu các đệ tử phải tuyệt đối trung thành và nghe theo lời ông thậm chí có lúc điều này có thể xem là mù quáng tại chùa có một quy định nghiêm ngặt yêu cầu mọi người phải vâng lời ông nếu ai có ý kiến phản bác họ sẽ lập tức phải chịu hình phạt chính vì vậy ông đã xây dựng một ngôi chùa với nguyên tắc như vậy hậu quả là khi ông xâm phạm thân thể của nhiều đệ tử họ thường sợ hãi và im lặng chấp nhận không dám phản kháng nếu có ai đó dám lên tiếng trong tình huống chưa có sự đồng lòng người đó sẽ ngay lập tức bị đuổi khỏi chùa và bị xa lánh điều này càng khó khăn hơn vì các đệ tử thường rất kính trọng ông hơn nữa khi ông cầu xin các đệ tử giữ gìn uy tín cho bản thân điều này đồng nghĩa với việc giữ gìn cho phật pháp và hệ thống giáo lý của chùa phật quang vốn đang là chỗ dựa tinh thần cho hàng chục ngàn phật tử trên toàn quốc đây cũng là lý do khiến nhiều đệ tử nữ sau khi bị xâm hại phải chịu đựng trong im lặng với tuổi tác ngày càng cao ông có thể sẽ không có cơ hội để làm lại và có thể mang tiếng xấu cho đến cuối đời. 1. Mặc dù không bàn về đúng sai, nhưng có nhiều điều đã lan truyền như sau. 2. Những bài giảng không tích cực đã khiến nhiều người mất niềm tin vào Tam Bảo. 3. Những đoạn ghi âm tiêu cực về ông sẽ được ghi nhớ và lưu truyền mãi. 4. Ngài và một số thanh niên đã tạo ra nhiều khẩu nghiệp cho xã hội. 5. Họ đã làm xuất hiện nhiều sự khác biệt trong Phật giáo và nhận phải sự chỉ trích sáu có những lý luận sai trái đã được đưa ra trong cộng đồng tất cả những gì ngài đã làm có thể bị quên lãng theo thời gian điều này thật đáng tiếc ông thích trân quang đã tự ý ông đổi các giới cấm và các điều nguyện của phật giáo sau khi quy y tam bảo một phật tử mới phải sống đúng theo các quy luật mà đức phật đã chế ra để tiến bước trên con đường đảo quy luật đó bao gồm ngũ giới tức năm điều cấm mà đức phật đã đặt ra để ngăn chặn những tư tưởng xấu lời nói không tốt và hành động sai trái năm điều cấm đó bao gồm không được giết hại không được trộm cướp không được tà dâm không được nói dối và không được uống rượu hay dùng chất kích thích ông thích trân quang đã hai tha cầm ông đổi giới cấm về tà dâm thành giới không phản bội tuy nhiên thuật ngữ phản bội có nhiều ý nghĩa khác nhau trong từng hoàn cảnh chẳng hạn kẻ phản bội tổ quốc là người bất trung không trung thành với đất nước nơi mình lớn lên. Còn trong tình yêu, một người có thể phản bội khi yêu thêm người khác hoặc bỏ rơi người mình đang yêu. Trong bối cảnh ngũ giới của nhà Phật, giới không phản bội không thể đồng nghĩa với giới không tà dâm. Đức Phật đã dạy rõ rằng người xuất gia phải dứt bỏ mọi dục vọng, còn người tại gia chỉ cần tránh tà dâm. Hôn nhân hợp pháp được xem là chính. Ngược lại, các hành vi lén lút hoặc phi pháp được xem là tà giới không phản bội theo ông trân quang lại mang một ý nghĩa khác có thể đề cập đến việc không phản bội ông bạn bè gia đình và đồng nghiệp việc tự ý ông đổi giới cấm và đặt ra những điều nguyện gây sốc như nguyện tận giả trung thành và vâng phục tôn sư tức là tuyệt đối trung thành và nghe lời một thượng tọa thích trân quang hai nguyện không tu hành cô độc trong khi phật đã khuyên mọi người đừng vội tin vào ngài sao một vị thượng tọa lại yêu cầu Phật tử phải trung thành và phục tùng mình? Phật còn dạy rằng mỗi người hãy tự trở thành hòn đảo cho chính mình, tự thắp đuốc lên đường đi. Tại sao Thượng Tọa Thích chân Quang lại ngăn cản Phật tử tự tu hành? Tóm lại, việc tự ý sửa đổi giới cấm và đặt ra các điều nguyện trái ngược với tinh thần và giáo lý của Phật giáo như những gì Thượng Tọa Thích chân Quang đang thực hiện tại truyền tôn Phật Quang liệu có phải là hành động công khai phá hủy đạo phật kính thưa quý vị có thể nói rằng ma tăng thích trân quang và ma giáo hoàng trí bảo đã thực sự bị tòa án dư luận đưa ra phán quyết giờ đây chỉ còn chờ xem họ sẽ rút lui như thế nào nhà thơ phạm lưu vũ đã chia sẻ rằng nguyên nhân của sự đầu độc tâm linh này là sự gieo rắc nỗi sợ hãi khiến cho nhiều phật tử phải sợ hãi và vâng lời một cách mù quáng dưới quyền lực của những kẻ như Quang Lưu Manh. Câu chuyện của Thích Trân Quang, nhiều người không hiểu rằng bằng cấp của ông được trao từ đâu. Im lặng thì người ta có thể nghi ngờ, nhưng khi ông lên tiếng, họ lại thấy rõ sự thiếu hiểu biết. Điều tương tự cũng xảy ra với ông Hoàng Chí Bảo, một người không có kiến thức về luật pháp, nhưng vẫn được mời phát biểu trong buổi bảo vệ luận án của ông Vương Tấn Việt, một đề tài mà nhiều giáo sư đã đánh giá là có tầm cỡ quốc tế việc mời một người không có chuyên môn như hoàng trí bảo để ca ngợi trong một buổi nghiêm túc khiến dư luận thắc mắc những giáo sư đại học luật hà nội vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng về lý do mời ông bảo khiến người ta phải đặt câu hỏi về tính hợp lệ của sự việc cuộc đối thoại giữa các nhân vật có vẻ như một màn hài kịch bi thảm một bên là vương tiến sĩ được coi như ngôi sao sáng của phương nam một bên là hoàng giáo sư được ca ngợi như tinh tú ở phương Bắc. Cả hai đều thông minh xuất chúng, tạo nên một cặp đôi tài hoa khiến người nghe choáng ngợp. Hoàng giáo sư có khả năng tiên tri, nhắm mắt cũng biết rõ chuyện cũ của các lãnh tụ, trong khi vương tiến sĩ có khả năng xuyên không, biết trả chuyện của âm giới. Vương tiến sĩ ra Bắc để nhận bằng tiến sĩ, trong khi giáo sư Hoàng vào Nam để tìm kiếm những câu chuyện kỳ lạ. Một bên là người tài của quốc gia, bên kia là một nhân vật được xem như đang phải đối mặt với khó khăn cuộc đời hai con người kỳ lạ không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng thề sẽ đồng cam cộng khổ sống chết có nhau khi rảnh rỗi vương tiến sĩ trao đổi những kỷ luật với giáo sư hoàng tại phật quang còn khi có việc quan trọng giáo sư hoàng lại đứng ra hỗ trợ thể hiện tình nghĩa tại đại học luật hà nội dù bận bịu với công việc giáo sư hoàng vẫn dành lời khen ngợi cho vương tiến sĩ vì ông như một biểu tượng cao quý người dẫn dắt cả thế giới bằng trí tuệ và đức độ những câu chuyện về hai người tài này thật khó có thể kể hết bằng lời lẽ thường ngày liên quan đến những câu chuyện về nhân quả theo di trúc của thầy quang vẫn còn rất nhiều điều giang dở sau khi họ chặn miệng thầy vẫn còn những lời khuyên tiếp nối kiếp này tự tạc tượng kiếp sau chân cứng như cây khô kiếp này đeo chín chiếc đồng hồ kiếp sau sẽ gặp chín tiên cô trên thiên đàng Kiếp này tìm nữ tu, kiếp sau sẽ gặp vợ đẹp nhưng không còn hạnh phúc. Kiếp này mua bằng cấp, kiếp sau sẽ làm vua của sứ mủ. Kiếp này chống gậy giả vờ gù lưng, kiếp sau chân giữa sẽ dài như cái chảy. Mọi người nhớ nhé, hãy kiên trì theo gương thầy, đừng sống phong túng để rồi đời sau phải chịu khổ. Trái đất này đang nóng lên từng ngày, hãy cùng nhau bảo vệ môi trường bằng cách thả bóng bay cười lên trời để giữ cho trái đất xanh mát. Hãy tham gia với tôi nhé! những thanh niên trẻ, hồn nhiên như những bông hoa. Trái đất này là của chúng ta, bóng cười bay dưới bầu trời xanh thẳm. Theo Facebook của Nguyễn Thông, giáo sư Hoàng Trí Bảo từng giải thích về tên pháp danh của Thượng tọa Thích Trân Quang rằng chân Quang nghĩa là chân lý dạng sáng. Tuy nhiên, hàng xóm của tôi nghe xong liền thốt lên. Đúng là Hoàng Trí Bảo, một người học hàm giáo sư mà không hiểu rõ từ Hán Việt cơ bản. Đúng ra, Chân quang có nghĩa là ánh sáng của chân lý như cách ta thường hiểu thiều quang là ánh sáng đẹp hay nhật quang là ánh mặt trời. Nếu theo cách hiểu của giáo sư Bảo thì bằng quang sẽ trở thành đáy dạng sáng thật sự kỳ lạ. Có câu thơ rằng Tiến sĩ tại chức, chân quang sáng, giáo sư lú lẫn là Hoàng Trí Bảo. Câu chuyện này không hiểu tại sao một người như giáo sư Bảo lại có thể lập ngôn thật sự đáng kinh ngạc. Phải chăng nên thu hồi danh hiệu giáo sư của ông ta từ lâu rồi? Còn quý vị nghĩ sao? Thưa quý vị, câu chuyện về luận án tiến sĩ của Thượng tọa Thích Trân Quang đã không chỉ mới bị phơi bày gần đây, mà sự thật đã được dư luận chú ý từ cách đây 2 năm. Nhà báo Nguyễn Đức đã từng đề cập đến bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Luật Ngô Huy Cương thuộc Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội cách đây 2 năm như sau. Gần một tuần sau khi Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang, hoàn tất việc bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam tôi đã nhận được bản luận án này từ một tiến sĩ luật sư khi vừa đọc qua luận án tôi đã rất bức xúc và lập tức gọi điện chia sẻ sự bức xúc này với vị tiến sĩ luật sư đã gửi luận án cho mình đồng thời cũng nói rằng tôi sẽ viết bài phê bình về luận án này sau đó à, tôi đã liên lạc với một người có trách nhiệm đối với nghiên cứu sinh vương tấn việt tức thích trân quang để phê phán và tìm hiểu lý do tại sao luận án này lại được Đại học Luật Hà Nội chấp nhận. Được biết, lý do đơn giản là họ mong muốn khuyến khích các tu sĩ có tâm huyết trong việc nghiên cứu luật pháp. Việc ban tôn giáo chính phủ yêu cầu ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra lại những phát ngôn của thượng tọa Thích Trân Quang là một bước đi hợp lý nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong các bài giảng của tu sĩ từ quan điểm phật giáo việc thực hành giáo lý phải dựa trên trí tuệ và từ bi tránh xa những điều liên quan đến mê tín dị đoan những lời giảng về nhân quả cúng dường hay thậm chí các vấn đề đời thường như ca hát hay du lịch cũng cần được giải thích một cách cẩn trọng để tránh gây hiểu lầm hoặc hoang mang cho phật tử quan điểm của bạn về thượng tọa thích chân quang có thể phản ánh nhận thức về trách nhiệm của người truyền bá phật pháp trong xã hội Vấn đề không chỉ đơn thuần là câu chuyện, mà còn là trách nhiệm trong việc truyền tải giáo lý một cách chính xác và trung thực, phù hợp với tinh thần của Đức Phật. Kính thưa quý vị, trong hành trình tu học, mỗi vị sư thường có những phương pháp và hạnh nguyện riêng biệt để tu dưỡng thân tâm và tiến đến giác ngộ. Sư Minh Tuệ đã chọn phương pháp tu hạnh ngủ ngồi như một phần cốt lõi trong lối tu tập của mình. Tuy nhiên, Thầy Thích Huệ Thuận lại có những ý kiến châm biếm và phán xét phương pháp này. Gần đây, trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc trước những phát ngôn không tích cực của Thầy Huệ Thuận về sư minh tuệ. Thầy Huệ Thuận không phải là cái tên xa lạ với giới Phật tử vì chỉ vài ngày trước trong một buổi giảng Pháp, ông đã công khai chỉ trích không chỉ sư minh tuệ mà còn cả sư minh đạo thầy huệ thuận từng nhiều lần đăng tải các đoạn video châm biếm phương pháp tu tập của sư minh tuệ cho rằng hạnh ngủ ngồi mà sư thực hành không đúng đắn không chỉ thế thầy còn không đánh giá cao những người đã chọn theo bước chân của sư minh tuệ theo quan điểm của thầy huệ thuận việc có một số người không có nền tảng phật học nhưng lại theo sư minh tuệ và tự đặt cho mình pháp danh là điều không phù hợp thầy cho rằng nhiều người theo sư minh tuệ xuất thân từ những hoàn cảnh bình thường và điều này không thể hiện sự nghiêm túc trong tu hành gần đây thầy huệ thuận tiếp tục dùng lời lẽ khá sắc bén để chỉ trích phương pháp tu tập của sư minh tuệ những hình ảnh ghi lại cảnh sư minh tuệ thực hành thiền định trong đêm bị thầy huệ thuận chế giễu cho rằng tư thế đó không phù hợp với thiền định thầy huệ thuận thậm chí còn bình luận rằng những ai thực hành như vậy sẽ gặp các vấn đề sức khỏe về cuộc sống thầy cũng nhận định rằng sư minh tuệ chưa vượt qua được cơn buồn ngủ hôn trầm một trong những thách thức lớn nhất đối với những người hành thiền hôn trầm theo cách thầy huệ thuận lý giải là trạng thái lờ đờ uể oải và thiếu tỉnh táo gây trở ngại trong quá trình thiền định thầy huệ thuận đã đưa ra nhận xét rằng việc sư minh tuệ bị hôn trầm kiểm soát là dấu hiệu của sự yếu kém trong tu tập khiến sư không thể thực hiện thiền định đúng cách ngay sau khi đoạn video của thầy huệ thuận xuất hiện cộng đồng mạng đã nhanh chóng bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều đa số cho rằng dù sư minh tuệ tu đúng hay sai việc một vị tu sĩ sử dụng những lời lẽ gay gắt để chỉ trích người khác là hành động khó chấp nhận đặc biệt trong giới tu hành nơi mà sự khiêm nhường và lòng từ bi cần được đặt lên hàng đầu cộng đồng mạng đã có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này đã tu hành thì sao lại để sân si lấn át đến vậy nếu thật sự là một chân tu không nên quan tâm đến việc cá nhân khác hành pháp ra sao. Nếu tự mình tu tập đúng đắn, Phật tử và mọi người sẽ tự đánh giá, đâu cần phân bua làm gì. Nếu thầy Minh Tuệ có biết chuyện này, chắc thầy chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng sự hoan hỷ, vui vẻ và thanh thản thôi. Mong rằng cộng đồng mạng hãy bớt sân si và đừng ganh ghét sư Minh Tuệ nữa. Nam mô A Di Đà Phật, xin thầy tự soi xét lại mình, cứ càng hơn thua chỉ làm tự hạ thấp giá trị bản thân. Nam Mô A Di Đà Phật Hiện tại, đoạn video ghi lại thái độ và phát ngôn của Thầy Thích Huệ Thuận với Sư Minh Tuệ vẫn đang là tâm điểm của sự bàn luận trên mạng xã hội. Trong cuộc đời tu hành, mỗi vị sư đều có những phương pháp riêng để rèn luyện thân tâm và tiến xa trên con đường giác ngộ. Sư Minh Tuệ đã chọn hạnh ngủ, ngồi như một phương pháp chính để tu tập. Hạnh này được coi là một trong những thử thách khó khăn nhất trong 13 hạnh đầu đà, yêu cầu người tu luôn giữ tư thế ngồi ngay cả khi ngủ, không nằm xuống. Đối với nhiều người chưa hiểu sâu về đạo Pháp, hạnh ngủ ngồi có thể bị hiểu lầm như một hình thức tự hành hạ bản thân. Nhưng với sư minh tuệ, đây không chỉ là một thử thách về thể xác và tinh thần, mà còn là phương tiện để đạt đến tứ thiền, bốn cấp độ thiền định thâm sâu trong Phật giáo. Khi thực hành hạnh này, người tu phải đối mặt với những khó khăn về thể chất và mệt mỏi, nhưng qua đó, tâm trí dần trở nên kiên định và thanh tịnh hơn. Tư thế ngồi trong khi ngủ yêu cầu sự kiên nhẫn và tập trung cao độ, giúp rèn luyện khả năng kiểm soát thân tâm. Bản chất khổ hạnh của hạnh ngủ ngồi giúp người tu tập phát triển chánh niệm và tỉnh thức sâu sắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhập định. Với sư minh tuệ, dù hạnh này có vẻ khắc khổ, nhưng thực chất là phương tiện dẫn đến thiền định sâu xa nhất, từ đó đạt tới sự an lạc và trí tuệ tứ thiền là bốn trạng thái thiền định mỗi cấp độ mang lại những trải nghiệm khác nhau về sự an lạc và tĩnh lặng khi càng tiến sâu vào thiền định mức độ an lạc càng tăng lên qua nhiều năm kiên trì thực hành hạnh ngủ ngồi sư minh tuệ không chỉ rèn luyện thân tâm mà còn hướng tới việc đạt được sự tĩnh lặng tuyệt đối và an lạc vô biên thầy đã thực hành hạnh này suốt sáu đến bảy năm nhưng thầy không cần sự khen ngợi, mà chỉ mong qua phương pháp này đạt được giác ngộ và mang lại lợi ích cho chúng sinh. Bài viết này nêu bật sự tranh cãi trong cộng đồng Phật tử về cách tu tập của Sư Minh Tuệ và phản ứng gay gắt từ thầy Thích Huệ Thuận. Điều này đã tạo ra một sự chia rẽ không cần thiết trong giới tu hành, khi những phương pháp tu khác biệt lẽ ra nên được tôn trọng thay vì phê phán. Hạnh ngủ ngồi, dù khó khăn lại thể hiện sự kiên nhẫn và quyết tâm cao để đạt được những cấp độ thiền định sâu sắc. Phản ứng chỉ trích của Thầy Thích Huệ Thuận không chỉ làm dấy lên làn sóng tranh cãi, mà còn khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc tại sao một vị tu sĩ lại không tôn trọng phương pháp tu của người khác. Trong Đạo Phật, từ bi và khoan dung là những giá trị quan trọng, và việc dùng những lời lẽ gay gắt đối với người đồng đạo không phù hợp với tinh thần của Phật Pháp bài viết này phản ánh sự đa dạng trong các phương pháp tu tập qua đó đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của lòng khoan dung trong việc thấu hiểu và tôn trọng con đường tu hành của người khác mỗi người tu có một con đường riêng để đi đến giác ngộ và sự khác biệt này nên được xem như những phương cách khác nhau để hướng tới mục tiêu chung là giải thoát thoát và an lạc chỉ trích hay phê phán cách tu của người khác không chỉ làm tổn thương tình huynh đệ mà còn làm giảm giá trị của lòng từ bi trong đạo Phật. Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, tu sĩ Minh Tuệ đã mang lại một luồng sinh khí mới, đầy năng lượng cho các Phật tử, giúp làm thanh lọc bầu không khí đang bị ô uế trong Phật giáo. Sự hiện diện của tu sĩ này đã khiến nhiều nhà tu hành chân chính ca ngợi và tôn vinh những thực hành mà ngài đã thực hiện. Dù chưa phải là đích đến cuối cùng của chân lý, nhưng đây là sự khởi đầu hoàn hảo cho hành trình chịu đựng khổ hạnh mở ra những hạnh nguyện từ bi của một người tu hành chân chính chỉ có những người giả tu hoặc chưa đạt đến sự giải thoát khỏi tham sân si mới có thể buông lời chê bai hoặc xúc phạm đến tu sĩ minh tuệ luôn khẳng định mình đang trong quá trình học đạo nhưng con đường ấy vô cùng chân chính chân lý mà ngài theo đuổi rất rõ ràng không bị lệ thuộc vào bất kỳ tổ chức hay nguyên tắc nào của giáo hội ngài là nhà sư của những phật tử chân chính những chức danh như đại đức thượng tọa hay hòa thượng chỉ là danh hiệu của giáo hội và không thể hiện sự chứng đắc đạo pháp bằng cấp thạc sĩ hay tiến sĩ cũng không phản ánh tấm lòng của một người tu đối với phật tổ mà chúng chỉ là biểu hiện của tham vọng về quyền lực và địa vị những giá trị đã mất đi ý nghĩa thực sự trong thế giới tu hành nếu một nhà sư vẫn còn đam mê danh vọng chức vụ địa vị hay tiền bạc thì người đó chưa đủ phẩm chất của một nhà tu chân chính và không xứng đáng với tấm áo cả xa bản chất của phật giáo là buông bỏ nhưng nếu họ còn níu kéo địa vị danh vọng và của cải chẳng phải đó là tham lam sao họ công kích thầy minh tuệ cho rằng những hành trì đầu đà của ngài không đúng nhưng chính họ có thực sự hiểu phật pháp họ mê đắm sắc dục thích ngồi trên những ngôi chùa lớn, mặc áo đẹp, đeo tràng hạt sang trọng, đi xe đắt tiền. Vậy họ có si mê không? Giáo lý buông bỏ khổ đau mà họ giảng dạy cho Phật tử. Chính họ lại đang vướng vào. Vậy họ có còn xứng đáng là những nhà tu hành chân chính nữa không? Câu trả lời có lẽ nằm ở chính lòng tin của các Phật tử. Thay vì ủng hộ và lan tỏa những gì Minh Tuệ đã và đang làm, những điều nên được coi là điểm sáng trong sự nghiệp tu hành, thì những nhân vật nổi tiếng trong giáo hội lại đang cản trở, làm suy giảm niềm tin và sự minh triết của Phật giáo trong lòng người Phật tử. Họ thiếu chính kiến khi chỉ trích minh tuệ theo số đông. Họ thiếu tư duy khi cho rằng cách tu của mình là đúng, còn cách tu của người khác là sai. Họ không có chính ngôn khi phát biểu và buông lời thiếu suy nghĩ, thiếu học thức. Họ không có chính nghiệp khi hành động không đúng đắn ngay trong chính ngôi chùa của mình họ thiếu tinh tấn, bảo thủ và trì trệ trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Thay vì ủng hộ những nhà tu chân chính như Minh Tuệ, họ lại bộc lộ sự bất an, bất nhã và bất bình với những gì Ngài đang làm. Một số nhà sư thiếu chính định vì chưa vượt qua được dục vọng và ác tâm, chưa đạt được sự từ bi, hỷ xả thật sự. Vậy liệu họ đã thật sự thoát khổ hay chưa? Những người tu hành như vậy có còn là những bậc thầy đáng tin tưởng nữa không? Cần nhớ rằng, không cần phải khoác áo tu sống trong chùa để trở thành bồ tát người ta có thể không tụng kinh không gõ mõ mà vẫn là một nhà hiền triết theo triết lý phật giáo phật không chỉ tồn tại trong những ngôi chùa mà ở ngay trong lòng mỗi người một người không cần danh vị hay bằng cấp nhưng vẫn được tôn trọng đó mới là chân lý để sống những nhà sư thiếu giác ngộ thiếu sự tỉnh thức nên xem lại con đường mình đang đi phật tử cũng không nên vì tình cảm mà mù quáng quên mất phật tính của bản thân theo phật nhưng suốt ngày vướng vào thị phi lời nói độc hại trên mạng xã hội hay ngay tại nơi tu hành thì đâu còn gì là phật tính đừng bao giờ tự biến mình thành kẻ lừa dối chính mình đừng để sự hiểu biết hạn hẹp ngăn cản ta mở rộng tâm hồn để nhìn thấy sự vô biên của vũ trụ cần phải tỉnh thức và khôn ngoan trong việc đối mặt với sự thay đổi của muôn vật như cổ nhân từng dạy trước khi nói nên uốn lưỡi hai lần thế nhưng có những người nói lời rồi lại tự nuốt lời như con bướm vừa đậu đã bay đi thầy minh tuệ dù hành hương hay ẩn cư vẫn luôn vạch trần những bộ mặt giả dối từ ma sư đến lão sư